Xin chào tất cả anh em, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em tất cả các cheat code dành cho tân thủ của game Shootland Đấu La Đại Lục của nhà phát hành Funtac. Đầu tiên để nhập code, em nhấn vào cục tròn ở bên đây. Sau đó anh em nhấn vào trao đổi mã quà tặng. Và tiến hành nhập mã code. Cheat code như sau: SL888. Sau đó anh em tiến hành nhập mã xác minh. Và nhấn vào đổi ngay để đổi zip code. Sau đó anh em vào thư để nhận quà. Zip code này bao gồm các phần quà sau: gương giáp hải thần, ngẫu nhiên một giáp quà đến đỏ, thuốc FP gấp 2.5 lần, sau khi sử dụng toàn đội được nhận 2.5 lần FP, hồn thú trăm năm, nguyên liệu cấp cao cường hóa hồn hoàng cấp sao 990 đến 3.580 năm, xu hồn. Đầu tiên mình sẽ sử dụng thuốc SP nhân 2.5 lần. Mình sẽ vào túi để sử dụng. Và gương giáp hải thần mình sẽ sử dụng. Mình nhận được sử lai khắc dài. Như vậy là đã xong. Cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ mình nhé.